Thiệt chưa? Bây giờ có để yên để tôi bán hàng không hay là mở lên? Bây giờ có hai đứa phụ có phụ chú hay là hai đứa ngồi coi chơi? Dạ, chú qua đây ngồi. Có thì nhỏ mày. Giết mày luôn nữa lắm mày. Binh mày hả? Binh là ra tao lấy cái búa tao binh binh vô mày vài cái á, binh. Nghĩ sao cho mày là cái gì mà binh mày? Mày là còn mày còn quỷ hơn nó nữa chứ đó binh mày. Hello mọi người, ai đang xem livestream cho em xin một chấm nha mấy chị. Ok, chào Mỹ Hà này. Nói nín nghe. Chào chị Linh Nguyễn nè. Hàng đẹp lắm mấy chị ơi, em mới rửa lại hàng nó đẹp cực kỳ. Rồi còn bán keo đâu Khánh? Bán keo đâu? Coi có mấy băng keo nhỏ có sẵn đó, đâu đó, đó nó có mày kiếm vòng vòng đó là bữa chú có thấy mà một 6-7 cuộn luôn, một băng keo nhỏ. Dạ chịu hủ anh hủ trần cho có ba người trời. Cái gì em, cái gì sao lâu quá là sao? Hàng á hả? Ôi tội nghiệp quá, tôi thông cảm với anh đi em, thiệt á. Bốn người rồi mọi người ơi, giúp em chia sẻ đi mấy chị. Em tặng cho mấy chị một món quà bất kỳ trên đây nè. Tặng một món quà bất kỳ luôn, không cần phải chọn nữa. Tao nói mày kiếm ở trong cái thùng á. Để tao nói là tao thấy trong cái thùng mà mày cứ tao không biết thùng nào mà tao thấy có mấy cuộn luôn. Mày kiếm coi mày dở kiếm đi chứ mày hỏi chú cái gì? Thùng nào sao tao nhớ được thùng nào, tao nhớ thùng nào tao lại lấy kêu làm cái gì? Đúng không? Mày dở mấy cái thùng lên coi, rồi dở đồ lên mới biết được có băng keo trong đó không chứ. Dở cái đồ lên, dở đồ trong thùng lên, mày dở cái bọc đồ lên coi. Con dở bọc đồ lên. Ok, đã chia sẻ tặng Trần Gia Hân món quà nè. Khoan khoan, đợi, cho em xin một phút nha mấy chị. Để em lại đây em cho thằng này nó mở con mắt ra mới được. Chú nó còn sao chứ, là chú thấy nó ở trong những cái thùng đúng không? Thì con phải kiếm ở trong thùng chứ con kiếm đâu vậy? Kiếm ở cái đâu vậy?
thấy mấy cuộn băng keo rồi. Thôi keo. Thôi. Không có lấy tùm lum tùm la. Đó thôi dở này ra kiếm thôi, băng keo dở còn đó. Chính chú thấy mà. Chính là thấy thấy của con kia mở ca nó mua cho cái bột cuộn à cái hội này sáng mệt rồi sáng thì chú là người ta nói vậy lấy cái giấy con cho chú rồi. Hello mấy chị rồi rồi 6 người à. Sao cái này view có ít vậy ta? Rồi 8 người, 10 người em bán mấy chị ơi. 2 miều, 2 miều. Kiếm của bạn keo thiệt chứ. Tám người rồi, tám người bán tám thôi chứ bây giờ sao giờ? Ok. Rồi em bán ta trước nha mấy chị. Rồi em lên bán Ngọc nè. Cái gì đây, cái ly có cú mà không thấy con cú đâu chứ. Chú kêu đem cái thùng lại đem cho Khánh. Đâu? Rồi. Rồi mấy chị. Rồi đầu la em bán giống cho một người một cái chén nè. Một cái chén mộc đẹp xịn sò chưa. Đây rồi 20.000. Mã 20 chốt mã 20. Ai lấy comment giùm em mã 20. 20.000 chốt giùm em mã 20 nha mấy chị. Một cái chén 20.000. Chén mộc 20k mã 20. Đường kính của cái chén mộc này là 11 nè. Cao của nó là 5. Em bán cho mấy chị 20.000 mã 20 rất là đẹp luôn. Ở ngoài đẹp lắm mọi người. 20.000 mã 20. Rồi một dĩa mộc nè. Dĩa mộc cốt dày. Rồi dĩa này bán 21.000. Chốt giùm em mã 21. Đây 2 món rồi ha. Nhất bá tam nhì ba nè. Rồi một cái ly khắc nè mấy chị. Khắc đẹp chưa. Rồi ly khắc này em bán cho chị nè. Để chốt được cái đầu mở hàng cho em nè, 15.000. Chốt giùm em mã 15. Ai lấy comment giùm em mã 15. Lấy một cái thùng để đây cho chú. 15 miều. Rồi. Mầm lươi, ok em. Rồi một cái gì, một cái quai nè mấy chị, mẫu dĩa quai nè, xinh chưa? Đấy. 25.000,
chốt giùm em mã 20 like. 25 là 20 like. Ai lấy comment. À đi rồi em. Hàng ok đi rồi. Chiều Khang lấy ôm hàng em đi rồi. Size này size 20, mã 20. Sorry nha, chậm trễ của em tại vì nhiều đơn quá. Bữa nay anh giải quyết gần xong hết rồi, ngày mai nữa là xong hết. Là không còn nợ hàng của ai nữa hết. 20 các chị, em bán 25k mã 25, chốt giùm em mã 25 nha. Đây chuyện của nó nè mọi người. Hàng còn mới cáo luôn. Ô cái này bị mẻ rồi. Mẻ rồi thôi em lấy công đóng gói lại nha, 10.000. Ai lấy comment mã 10 giùm em nè. Xíu nè, nhìn dễ thương lắm, 10k thôi nha, chốt giùm em mã 10. Đi rồi em yên tâm. 10.000 mã 10. Rồi, đã, xin chưa? Tô thỏ nha. Cái tô. Cái gì? Tô. Tô này em còn có 4 cái. 4 cái rồi, một cái 20.000. Mã 20 kèm số lượng. Có 4 cái nha, 20.000 cái. Mã 20 kèm số lượng, size của nó là size 16. 20.000 cái mã 20 kèm số lượng giùm em. Ai chốt cho em mã 20. Đây rất là đẹp luôn mấy chị nè, xinh chưa? 20.000 cái, mã 20 kèm số lượng. Lấy hết 4 cái comment mã 80. Trời ơi sao chán vậy ta. Tắt liền. Dẹp. Hello hello, bị đứng máy không ta? Có bị đứng không mấy chị? Rồi đây mọi người, một cái dĩa Hello Kitty. Xinh quá. Đó, chuyện của nó nè. Xin chưa? Rồi 45.000. Mã 45, chốt mà mã 45 nè. Ai lấy comment cho em mã bấm luôn 45. Đường kính của nó là 22 nha mấy chị. Đây, một Hello Kitty 45.000. Mã bấm luôn. Tự nhiên bỏ trận hàng em đi chưa cái nó bị đứng hình luôn rồi. Rồi một cái dĩa sọc caro nè mấy chị ơi, đường kính của cái dĩa này là 17. Em bán cái dĩa này cho mấy chị là 20.000, mã 20, chốt giùm em mã 20. Ai lấy comment giùm em mã 20. Ok. Mình bán mình cứ bán, mọi người mua hay không quyền của mọi người ha. 20, ủa 20 rồi không? 21.000 mã 21 cái ly này nha. An afternoon tea time for the head. 21.000 mã 21, chốt em mã 21 nha mấy chị. Afternoon tea, hàng này hàng của afternoon tea. Cái gì? Mờ làm gì mờ? Cô tay gõ chân rồi mờ gì? Cái điện thoại mày mờ đó. Tao đưa coi coi, đưa chú coi coi. Ơ bị cái gì ta? Rõ chưa? Mờ mờ phải không? Có sao cũng hình hổ chú gõ mà. Mọi người thấy rõ không mấy người? Thấy rõ hay bị mờ, có bị giật, bị gì không? Rõ anh? Ờ ok. Rõ mà. Tại em thấy mọi người đứng hình luôn, em không biết sao luôn. Rồi em bán cho mọi người một cái tô ý này nha. Một cái tô ý. Đây. Chuyện là Made in Italy. Rồi bán cái tô này 45.000, chốt giùm em mã 45. Đường kính của cái tô ý này là 45.000 nha, mã 45. Mà ơi nó bị cái này. Cái này nó là men rạn nha mấy chị. Nè men rạn nè, nó bị nứt nè. Thôi cái mã này em quạ, em xạ quỷ nha, không bán nha. Bây giờ là sao? Bây giờ là bán hàng phụ bán hàng hay là phụ? Bây giờ là tập trung điện thoại. Hả, tập trung điện thoại đi, bước lên lầu. Cho nghỉ đó, đi lên lầu đi coi. Đi đi, thiệt. Đứa nào muốn chơi điện thoại chơi game lên lầu chơi.
chứ cứ nghĩ thiệt bà, đi dục rồi, đi đi, đi đi con, mày luôn, đứa nào có nghỉ để cho nghỉ đó. Rồi một cái ly nè mấy chị, xin chưa, 20 mã 20, chốt mã 20 giùm em, ly màu hồng 20.000 mã 20, Hello Kitty 21.000 mã 21, xin chưa, ở ly nè 21k mã 21, ly này 20 mã 20. Ở bị gì trời, phải nghỉ bán cái cô te quá, em sẽ bán về quay lại bình thường quá, bán cô te hoài biết rồi, em cũng bị mờ hết sao kỳ ta, ao ra điện thoại phá Zalo ra, không được vô wifi nữa, đang cho nó gõ coi, ao ra đi, ao ra đi, tắt Zalo. Ê điện chạy lên chạy lấy cục sạc cho chú rồi hết, nãy chú đem xuống rồi, lại lên ao ra hết đi, đừng có vô wifi nhiều quá nó bị FPT, FPT cũng FPT hả, FPT bị xài đi, hồi đó tao không tắt luôn hả, ok chứ mấy chị, ok ok à, ok chưa mấy chị, comment giùm em cái coi mấy chị. Mờ rung hả? Kỳ vậy ta. Ê bắt đèn lên coi. Đèn hả? Trơn. Tối mờ. Còn mờ hả? Mờ không ta? Còn không mấy chị? Con vô trong cái like con coi còn mờ không? Con có điện thoại con cầm làm cái gì vậy trời? Ok hết rồi. Đợi con lâu quá. Rồi ok ok hả mấy chị. Rồi em bán lại nè. Rồi một cái dĩa White Hello Kitty đắp nổi, em bán cho mấy chị cái này là 40.000, ai lấy comment giùm em mã 40. Đường kính của cái dĩa này là 22, em bán cho mấy chị 40.000 nha, mã 40, cái Hello Kitty đắp nổi mã 40, ai lấy comment giùm em mã 40. Trời ơi chị, em add Zalo của chị, chị không có chịu đồng ý kết bạn, chị kia em add Zalo, chị không chịu đồng ý kết bạn, chị đồng ý kết bạn đi, em chốt đơn cho 40.000 nha mấy chị, mã 40 chốt mã 40 giùm em. Rồi cái ly này 20.000 mã 20, chốt giùm em mã 20 con thỏ. Ly Hello Kitty 21.000 mã 21, xinh đẹp luôn mấy chị ơi nè, 21 mã 21. Đơn của chị em còn giữ đó, chưa có xả. Đây một ly afternoon tea, xin chưa, cái 21 19.000 mã 19, bực nha. Thấy chị nãy giờ em đang trả lời chị đó, em nói là em add Zalo của chị mà chị không thấy kết bạn, chị kêu em add Zalo mà chị không chịu chấp nhận kết bạn, làm sao mà em chốt đơn được. 19 mèo. Ok chị, chốt đi. 19 mèo. Con khỏi. Cái gì? Hai đó tối chơi game tới 3 giờ mấy gần 4 giờ sáng. Hôm nay 3 gần 3 giờ mới thức.
Em nói bữa nay em khóa mạng, tắt mạng. Rồi cái ly ha, cái ly Sloppy nè mấy chị. Ly này em bán cho mấy chị 15.000. Chốt giùm em mã mầm lươi ha, em xả luôn cho nó hết gớm này, hết cái cute gửi bán cái khác. 15.000 mã 15, chốt giùm em mã 15. Ừ. 15 chốt cho Thí Hồ. Bán lại cái cũ mới được, cái bán cái cute này hoài chắc chết luôn. Thì đâu bán không thấy khách khứa thì càng ngày càng lụi. Cái gì? Là sao? Tự nhiên chú Hiếu con chỉ gì sao chú thấy là cái gì? Con ao cái đó chị chú đi. Ao đi con, ao mạng đi con, ao mạng hai đứa ao mạng cái đó đi, đừng có xài chung mà. Được chưa mấy chị? Thôi lỡ rồi kệ đi, bây giờ em biết sao giờ em leo, giờ em di chuyển nguyên cái đống hàng này em lên trên làm lầu em like chứ. Rồi em chưa kịp di chuyển chưa xong nữa là hết giờ rồi, tới 12 giờ đêm rồi. Thôi kệ, gắng nhìn giùm em đi ha. Kệ mọi người cứ chốt, nếu ngày mai giả sử như mọi người em chụp chốt mà hàng mấy chị không thích, mấy chị cứ ok, em sẵn sàng xả cho mấy chị ha. Chứ bây giờ mà đợi mà chỉnh tới chỉnh lui hoài chắc tới sáng luôn. Rồi nè mấy chị, hai quay. 20.000 một cái, mã 20 kèm số lượng giùm em. 20.000 một cái nha. Hai quay kèm số lượng, nó bị dơ nha chứ không phải nó bị gì đâu. Hàng còn mới cáo luôn, đẹp luôn, 20.000 cái mã 20 kèm số lượng có hai cái. Ai chốt cho mẹ mã 20 nè. Trời gì trời. Này mà hai rồi. Chị thở vô gửi em này có gì thở. Bán cái gì không trời. Rồi, tiếp. Cái thước luôn khỏi. Đây em có một cái dĩa hoa nè mọi người. Hoa vàng nha. Nè, tiếng Anh, tiếng Ơ được tùm lum hết trơn á. Mà nó bị mờ rồi không có biết đọc. Đây nè. Tiếng Anh, tiếng Ơ, hoa vàng đồ đủ hết trơn đây. Đây là hàng Âu, cái dĩa này là dĩa Âu của thằng nè, nước nè, em không biết đọc nước trên gì đâu. Ha. Dĩa Âu này đẹp lắm nha mấy chị. Đường kính của cái dĩa này là 24. Rồi dĩa Âu này em bán cho mấy chị là 45.000. Ờ 40.000 thôi, chốt giùm em mã 40. Ai lấy chốt giùm em mã chút bộn là 40. Bán rẻ sale luôn, hàng Âu 40.000, size 24. Size 24, 40. Cũng không mua. Buồn quá. Giờ ngồi vậy luôn đi cho mọi người chốt. Em chốt hồi giờ không lẽ bây giờ em bán đồ. Bán gớm bán được, giờ em chuyển sang bán người chứ. Rồi. Cái quay đó mấy chị ngôi nhà. Rồi cái này bán cho mấy chị là hai coi bao nhiêu? 25.000, mã 25, bán chốt mã 25 giùm em luôn đi. 25k mã 25. Cứ để đó cho tôi. 25.000 mã 25. Chốt cho em mã 25. 25 mèo. Bởi vì có hàng đẹp là bán cái mèo là ok, thấy không? Cỡ nào cỡ cũng ủng hộ, không không có người bán chốt mèo chốt cái đỡ quê không. 25 chốt cho mèo gớm. Hai Châu, hai em. Không, bởi vì có đồ đẹp là anh để em liền, thấy không, gõ gà không. Rồi mấy chị ơi, đây một cái ngôi sao luôn, chén chấm mà ngôi sao nha. Hàng này hàng của hàng Century. Rồi em bán cái này cho mấy chị là 10.000 thôi, mã 10, chốt giùm em mã 10 nè. Cho nó đi khỏi vòng trái đất luôn đi. Mã 10. Trời ơi, chén hoa hồng 11.000, mã 11. Rồi cặp này 35.000, mã 35 chốt giùm em mã 35, hai cái quai nè, mọi người không mua em đem về xài luôn. Cam kết. 35k mã 35. Mọi người thấy chắc em bán em hay xuống giá nên mọi người cứ vậy ha. 10 Thường Khanh. Cứ đợi em xuống giá không? Em bao vài bữa em buồn em nghỉ bán luôn rồi. Em về quê sớm luôn. Qua Tết bán cái khác, bán vàng. Vàng giả.
Dạ. Tôi bảo bên đây là chốt. Ok. Trời cái này để đâu để. Nè mấy chị một cái tô ha, tô nhỡ. Ok, tô nhỡ này bán cho mấy chị là không dám bán cao luôn nữa, bán cao sợ mấy chị không chốt, 20 mã 20 chốt mã 20. 20.000 mã 20 chốt mã 20. Mình yêu nhau mãi xuống đời nhau. Đó là bị đứng hình. Chắc này chắc đợi chắc chi 11 giờ like, 12 giờ like quá, không lẽ giờ xuống like á. Rồi bóng ly gấu bu cái này 20 mã 20 chốt giùm em mã 20. Không chị ơi, có em bị người ta đánh đỏ đậm nè. Đánh rồi máu máu chảy đỏ đậm nè chứ không có chị. 20. Trời ơi, tính cứu bồ em ơi, 20 chốt là tính nè. Hàng về quá trời luôn, mày bán hàng thấy ham thấy sợ. Em buồn. Ủa cái nào cũng 20 hết. Rồi tính ơi tính, có 20 của em là cái gấu bu hay là cái nào tính? Gấu bu đúng không? Thiệt mà em, không gài bán chán lắm đó. Trời ơi, bán gì một ngày có mấy triệu bạc hả? Mua một đống hàng mấy chục triệu, bán ngày có mấy chục triệu, bán được 2 ngày rồi nguyên đống hàng coi thình. Bán gì nhanh lắm á. Nhanh đi Bình Dương bán nước tương. Rồi 21.000 mã 21 giùm em một cái ly. Hello Kitty 21 giờ 1.000 mã 21. Đúng rồi, nãy giờ buồn á, tính xuống like luôn rồi đó. Hả? À, trời ơi Hương vô rồi, bạn mình vô hết rồi. Hả? À, em qua bán phụ được rồi mà anh không có tiền trả lương á, khổ lắm. Đây mấy chị, em có 4 cái. 4 cái dĩa này em bán cho mấy chị rẻ luôn, 50.000 mã 50, không dám bán cao luôn á. Đi màu quay thưa chị, hiện tại là không có chị. Bộ dĩa này là đường kính của nó là 16, em bán cho mấy chị 4 cái 50 mã 50 chốt giùm em mã 50. Mua cho mấy chị về Tết để hột dưa cũng ăn cũng được, xài cũng được 50. Nhóc hết trơn rồi mày mua cái gì nữa vậy mi? Ở chặn mua. À. Nè lấy đồ vô được không? Mình yêu nhau. Thôi để cậu gái. Chốt em đi 4 ly, mày có đâu 4 ly. Rồi cái ly này 15.000 mã 15, Cala cái gì California Club nè. Đây, 15.000 mã 15 chốt giùm em mã mầm lươi. Mầm lươi. Mầm lươi mã mầm lươi. 35.000 mã 33 size 24. Trời ơi sao cái gì vậy, gì vậy chị? 10.000 mã 10 chốt em mã 10 vô led gì vô vít gì đó. 10.000 mã 10 33 chốt Thường Khanh, tính sao tính em? Ủa bị đứng hả em? Bởi vì khổ thiệt chứ, bán ế mà còn gặp Facebook nó cản trở, nó làm khó này nọ, nó đứng hình nó màn hình ôm lum hết trơn. Khổ, khổ. Số khổ. 10.000 mã 10 nha, chốt giùm em cái dĩa này 10.000 mã 10. Chốt giùm em mã 10. Rồi cái tố cai nè mấy chị, 20 mã 20, em có 4 cái, ai chốt giùm em mã 4 có 20 cầm số lượng 4 cái. Ai lấy nguyên một bộ 4 cái comment giùm em mã chút tạm là 80. Lấy mấy cái tính em. 10 chốt đổ quế. Đó, bán gì chốt lia chốt lịa vậy còn chưa thấy gì nữa đó mấy chị. Chốt dốc chân xa mai tính tiền lại có 6 triệu 7 triệu bạc. 20 tính đây. À, ok 20 x 2 là tính nè. Để chú gắn. Nó còn ướt. Trời ơi chết rồi. Chết rồi tính ơi, mua 450 triệu vàng tiền hàng bán được 2 ngày, ngày 16 triệu, 2 ngày 12 triệu. Còn nhiêu đóng hàng nữa thì trời ơi đi thanh lý chết chết luôn quá, nhanh. Chắc nhanh qua nhà em hỏi cơm luôn á, hỏi cơm ăn luôn đó.
Rồi cái này bán cho mấy chị là 21.000, mã 21, chốt em mã 21 dĩa vuông này nha, 21k mã 21. Đẹp xịn sò luôn, hoa nè, nguyên một cái gì đó, nguyên một chùm hoa 21.000. 21 đổ quế. Cái tính vừa chốt á. Cái gì cái tính vừa chốt á? À sao? À ok em. 21 nè. Đây nè em, đẹp lắm, em nên mua cái này được nè. Xinh không? 20.000 cái này cái tô ăn mì được ha. 20.000 cái. Bữa nay anh xả nè, đó, anh xả bữa nay trong từ ngày anh xả hết. Đúng rồi. Không lẽ bây giờ đi đập cái điện thoại anh chứ. Mạng gì như cái gì. 20.000 cái nè, mã 20 kèm số lượng thì em nghe, tô ăn mì nha mấy chị. 20.000 cái. Ờ cả 20 nhân 2 giùm anh đi em. Nói không chốt ly lịa cho lấy lại bầu không khí thôi. Bạn người đâu hết rồi, đổ quế mấy người. À à ok em. Đập hả? Ok, đập luôn. Bóp. Đây là mèo, anh nói thiệt anh đâu có giỡn đâu, đập liền hết trơn, bể liền hết trơn. Anh không có xạo. Tin chưa? Mới đập là đập mà. Nào. Ok, đợi anh cái. Rồi đây cái tô Hello Kitty màu hồng mấy triệu nè. Của hàng Sango. Rồi cái tô này bán cho mấy chị là 30, mã 30, chốt em mã 30 nha. Tô to nha mấy chị, 30.000 mã 30. Có bé nào khách cute bạn em IP anh Hiếu chưa? Anh chưa có coi được cái fanpage nữa. Ok, 30 tím. Để đi. Anh chưa có coi, chưa có coi đến cái fanpage nữa. Hồi chiều chốt xong cái anh ra. Nè. Ly Hồng chị xem. Đâu chị? Ly Hồng đâu? Này hả? Chiều 20.000 mã 20 chị ơi, chốt cho em mã chút hại. Không, mèo dễ thương lâu rồi. Đây, em bán cho chị một cái chén cơm và một cái ly nha, em bán cho mọi người rẻ luôn, mọi người chốt giùm em 30.000. Đó. Bán xoài xả luôn. Một chén cơm, một cái ly, 30.000 mã 30, đẹp chưa? Chốt mã 30 tím. Trước mặt em không có gì hồng hồng chị. Thường anh sao? Nè, để vô cái bịch cho chú tính. Đây, mấy chị ơi. Một cái khay cơm chấm bi đỏ. Rồi khay này em bán cho mấy chị 30.000 mã 30, chốt mã 30 giùm em. Nặng trà bớ cho bứ luôn, 30.000 mã 30, chốt mã 30. Cái thước đâu rồi? Đường kính của cái dĩa này là size 23, em bán cho mấy chị là 30.000 mã 30. Chốt giùm em mã chút bạ nha. Hả? Em căng không? Căng mai qua căng, anh căng cho. Bán em giá rẻ luôn. Coi à, 600kg rồi. Tầm 1 tấn thôi, tính cu te không? Em qua lấy lại đi, tính bán rẻ cho em tính. Đưa cái bộ dĩa thỏ cho chú. Nè mấy chị, 25.000 một cái, mã 25 kèm số lượng, em có hai cái. Hai lăm nhân hai là tính nè. Nè con, đừng có dán băng keo đó nữa, trời ơi, dán băng keo đó nữa rồi, chết rồi. Khắc người ta phạt nàng quá trời, băng keo đó dính như nó dơ hà. Chị Thu Hương, chào chị.
Chi Tính ơi, qua anh, qua anh, qua anh. Anh còn gì không? Ta tắng hàng em Tính ơi. Tính. Qua lấy giùm anh đi. Anh bán ký cho tôi. Đây mấy chị. Dĩa này là dĩa size của nó là size 22. Rồi em bán cho mấy chị một cặp dĩa này ha, bán rẻ luôn, mọi người chốt giùm em nha. Rồi em bán cặp dĩa này cho mấy chị là 59.000, ai chốt giùm em mã 59 một cặp dĩa. 59k mã 59. Ai lấy comment giùm em mã trăm mi nín là 59. Cặp dĩa quá đẹp luôn mấy chị ơi nè. 59 chốt cho Linh Nguyễn. Để cuối tuần đi tính, cuối tuần qua anh căng ký bán thôi. Anh căng em lấy ủng hộ anh 500 ký thôi. Rồi em bán cho chị một dĩa ý vẽ tay nè. Đây một dĩa ý vẽ tay, vẽ trái đu đủ và trái gì đó, em không biết ha, đẹp quá. Ba chục, mã 30 chốt mã 30. Ba chục mã 30 chốt giùm em mã 30 cái dĩa này nha. Ai lấy comment giùm em mã 30, hàng vẽ tay, 30 Thượng Khanh. Anh Hoàng Khanh, anh Hoàng Khanh nhận hàng chứ anh Hoàng Khanh ơi. Nè nè nè. Anh nhận hàng chứ anh Hoàng Khanh. Mấy chị, dĩa quay nè, hình trái chuối từ banana nè mấy chị. À, bao nhiêu đây? 15k, mã 15. Bán ai chốt chốt mẹ mã 15. Dạ, anh coi bể mẻ gì báo em nha anh. 15.000 mã 15, size của nó là size 18, màm tưới. Trời nhanh quá ha, cũng nhanh. Cũng... Rồi em bán một cái bình hoa Pháp nè mấy chị. Bình hoa xứ Pháp. Rồi em bán rẻ luôn, 50.000 cái bình hoa này chốt cho em mã 50, chút nặng. Mua về để bằng thờ ông địa hay bằng thờ ông táo gì đó ha, để đâu cũng được, Phật cũng được. 50.000 mã 50, bình hoa xứ Pháp. À Hằng ơi, sáng ngày mai anh mới gửi được nha Hằng, tại bữa nay về trễ. À, anh dậy trễ, thằng Khang nó đi về rồi, sáng ngày mai anh gửi cho nha, gửi đi nhanh mà. 50 chốt Linh Nguyễn. Kìa ha, hôm mai thiếu hàng đó, gớt lại mấy cái đó. Ồ, mấy đứa gói hàng của cô Thường Khanh thì sao không biết, gói thì sao mà gớt lại một cái ly hay thiệt. Không có. Thường Khanh. Đây mấy chị, một cái chén chấm đẹp chưa? 10.000 mã 10, chốt mã 10 thôi thôi rồi. Được chị, mai được, cái này em cũng hơi bị rảnh hàng rồi. Nên chỉ ai muốn mai mai em đi hả? Mã 10 chốt Đỗ Quế. Rồi một ôi nó xinh quá trời xinh, con nhà ai mà xinh thế. Đây. 40k mã 40 chốt mã 40. Ai lấy chốt mày mã 40 rồi mã 0 đồng, tặng mọi người một cái chén chấm hoa hồng luôn, 0 đồng. Chốt mã 0. Ok em, được thôi. Đâu có gì đâu, được mà. Mã 0 là tính nè. Nó tiếng rảnh thì chắc không có rảnh, nhưng mà tại vì nó đi được bớt hàng rồi đó. Bắt quá của em chậm nhất là ngày mốt anh giao cho em đi ha, cho nó chắc. Đây mấy chị, 40.000 hà mã 40, đẹp chưa? Xin chưa mà mấy chị, hoa chốt cái này cho ta, không chốt em đem về cho má em xài luôn. Mẹ em cũng khoái xài bông hoa lắm. 40 mã 40. Cái gì hả? Hết hồn tưởng gì ra mà nói gì tao chứ. Đây mấy chị, đẹp quá trời đẹp luôn cái dĩa nè. Cắt để dành cho Tính mai qua hốt hả Tính? Rồi em có một cặp nè mấy chị. Rồi cặp này em bán cho mấy chị luôn nha, 58.000 mã 58, ai chốt chốt em mã 58. Cặp dĩa 58, đường kính của cái dĩa này là 21, em bán 58.000 một cặp dĩa này mã 58. Xinh quá trời xinh à.
Chế ơi, chị giúp em inbox vào cái fanpage đi chế. Rồi ngày mai em coi em ship cho. Em ship 4 giờ cho. Nè mấy chị, 59.000 cái cặp dĩa, đẹp chưa? Rồi ok. Lên xà cừ bán cho anh Hoàng Khanh chơi. À để em gọi em coi lại coi, em coi lại coi. Lên đi con. Rồi. Một dĩa hoa màu trắng, hoa màu đen. 28.000 cái dĩa này, chốt giùm em mã 28. Đường kính của nó là 24, em bán 28.000 mã 28. Ý gì đang nói ế vậy? Kệ không sao, có chí thì nên. Ha, ế ế nản, ai nản nghỉ đi nghỉ, mình bán tiếp. Rồi mấy chị, hai quay. 25.000 cái, mã 25 kèm số lượng giùm em có 3 cái nha. 25.000 cái, mã 25 kèm số lượng em có 3 cái, 3 cái mộc. Xinh quá mấy chị ơi nè. 25.000 cái à. Chốt giùm em mã 25 kèm số lượng. Ai lấy 3 cái comment giùm em mã 70. Gửi rồi em ơi, gửi rồi, chiều này Khang nó mới đi gửi hàng, ngày mai nó vô mới có cái mã nhận đơn gửi em nha. 70 chốt đủ quế. Thằng Khang này chiều này nó đem rất là nhiều thùng đi. Nên thông cảm ha. Anh tưởng đâu có chí, có chí thì có bộ chét chứ. Nên đâu không thấy chứ có chí thì có bộ chét rồi đó. Rồi dĩa nè mấy chị, 25.000 dĩa, chốt em mã 25 kèm số lượng có 2 dĩa nha. Ôi bán lỗ rồi, bán lầm rồi. Tưởng đâu có đít đen này rồi. Cái bán luôn 25.000 cái mã 25 kèm số lượng. Thông cảm anh nghe cho anh đợi nha, tại vì Khang sáng mai anh kêu Khang gửi cho. Gửi cái mã nhận đơn cho. À thấy không, đừng dán keo kiểu đó nữa, 25 nhân 1 thí hồ. Lấy hai cái đi Thí Hồ ơi, trượng cái lẻ loi tình bạn Thí Hồ. Này đẹp nè em. Mọc này đẹp. Hai cái luôn nha, sửa là hai cái cho em luôn nha. Chị Thảo ơi, Thảo, giúp em sơn cái này chứ Thảo. Sơn cái hàng trà sơn nha. Rồi xong mới gọi cho em chứ Thảo ăn rồi, nó đắng miệng quá. Cái gì? Một cái à con? Cô không chịu rồi, cô không chịu rồi. Ok ok, hai cái sửa lại hai cái. Đây chút sửa cho. Viết gì trời. Đi chơi đâu mà đi chơi, ở trên lầu. Có việc, có mấy ông anh. Gùm beng chứ không nghe tính à. Không nghe hả? Rồi cái ly cảnh nè, ly cảnh nè mấy chị. Chuyện nè. 40.000 cái ly này, chốt em mã 40. Ly cảnh xưa nha, 40k mã 40, ai lấy chốt em mã 40. Anh biết em dẫn bồ qua gì, anh đâu dám xuống đâu. Đó, huynh đệ tương tàn nữa. 40 mã 40 cái ly thì tính ly đẹp tính. 40 chốt là tính nè. Đồng hồ đẹp quá. Ôi mới cáo rồi, thôi để đem về nhà xài. Đẹp quá. Này không phải em phe các chị, em thích đem ra bán chứ không phải em phe đâu. Rồi em bán cho chị cái này nha, bán này bán đồ độc luôn. Em bán cho chị một cặp ly pha lê. Phu cái đầu mày phu. À, mọi người nghe ha. Đây, Crystal này ha, hàng của Italy. Cái gì? Pha lê Ý. Rồi cặp này em bán sale cho mấy chị luôn 100.000. Ai lấy comment giùm em mã mẫm chốt là 100. Hai cái ly 100k, hàng pha lê Ý 100.000. Xin chưa? Em nói chị gõ không bể.
À, 100 nghìn mã 100. Một cặp. Chốt giùm em mã 100. Rồi bây giờ bữa nay vui vẻ luôn, ai lấy bán 80. Đó, mọi người chốt cái nhanh gọn lẹ cho em bán 80 nghìn mã 80 ha. Ai lấy chốt mà em mã 80 cặp ly pha lê đó, em bảo mấy người người ta bán cái 100, 250. Pha lê ý mà. Ý mà đều ý ẹ. Rồi tiếp. Rồi, em bán một cái dĩa này, dĩa thủy tinh. Đẹp chưa mấy chị? Hồi nãy là cái ly pha lê của Italy, còn cái này là của Itala ha. Italy nè, đó. Đẹp chưa? Xuất sắc luôn. Rồi, 150 nghìn, chốt giùm em 150. Mua về xài Tết mấy chị ơi, 150 nghìn. Cái ly gì nửa xanh nửa trắng? Đây. Ly về ngoài đó. À, ly đó ly mộc của em. Ly đó bán em 45 nghìn, mã 45, ly đó ly nửa lít tới tính. Đây mấy chị, 150 nghìn cái ly, cái dĩa pha lê này đẹp, ối dĩa thủy tinh này đẹp chưa? Thủy tinh giác vàng, 150 nghìn, ai lấy chốt giùm em mã 150. 45 tiếng, đường kính của cái này là 34 nha mấy chị, nha. Trời mọi người ơi, cái này đẹp lắm mà mọi người không chốt hả? Chốt thì thôi, cất luôn đem về cho má xài luôn. Chứ cái này rất là đẹp, cắt cho chú cái này. Rồi mấy chị ơi, một cái dĩa lam, dĩa này bán cho mấy chị 15 nghìn mã mầm lươi. Cái dĩa lam 15k mã mầm lươi nha mấy chị nè, đẹp xịn sò 15 nghìn mã 15. 15 chốt cho Đỗ Quế. 15 chốt Đỗ Quế. Rồi ok, một cái ly nè mấy chị, ly mộc khắc chữ. Ly này bán 16 nghìn, chốt giùm em mã màu suối là 16. 16 nghìn mã màu suối. 16 chốt Đỗ Quế. Để đi, để đi. Đây. Trời ơi, một cái dĩa mộc, hai cái dĩa mộc. Cái này là nó bị dơ nha mấy chị. Nè, hàng em chưa có chùi rửa gì nhiều đâu. Nè đẹp chưa, chuyện của nó nè. Cái này là men rạng. Rồi cặp dĩa này em bán cho mấy chị là 65 nghìn. Cái cặp dĩa này luôn, chốt giùm em mã 65. Còn tem nè mấy chị, 65 nghìn, mã 65. Cặp dĩa mã 65, chốt giùm em mã 65. Ờ trả em thôi. Rồi Snoopy tính ơi, mầm lươi mã 15. Mầm lươi 15. Để đi rửa này em cậu. Thôi để đây đi, cái này khỏi rửa. 15 nghìn mã mầm lươi nha. 15 tín. Rồi em bán một cái ly độc lạ luôn mấy chị ơi. Đây. Một cái ly mộc ha, đây két, dấu chân két, dấu chân mèo ha. Đây, bàn chân mèo. Còn cái này độc nè, 20 mã 20, chốt mã 20. Bàn chân mèo 20 tín. Mạnh quá tín ơi, em mạnh quá. Nè con. Rồi cái dĩa gấu này bán cho mấy chị là 21 nghìn, chốt giùm em mã 21. Dĩa con gấu này 21 nghìn, đường kính của nó là 21 luôn. Em bán 21 nghìn, ai lấy comment cho em mã 21. 21 mèo. Nè. Tao đi. Rồi 19 nghìn, mã 19, cái tô. 19 nghìn mã 19. Đừng trả treo nha, nha. Tao chẻo cha cho mày bây giờ á. Đừng trả treo đi. Ê. Gì ơi, kêu ai ơi, nó kêu mặt ơi hả? Thằng gì? Cô nhỏ nè. Thằng cô bự cũng vậy nữa. Mà mầm lươi 15. Rồi cặp mộc này bán cho mấy chị 40. Ai lấy chốt em áo chút bộn nha.
cặp dĩa mộc này, một cái chéo một cái dĩa đó 40, mã 40, chốt giùm em mã 40. Mầm lươi chốt cho Thu Hương, trời lâu quá mới gặp Thu Hương. Thu Hương này con mở vào ca ghi Biên Hòa. Đang cho nó khỏi bị lộn kìa, có hai Thu Hương mà. Nè. Trời ơi, dễ gì mà anh quên. Rồi mấy chị ơi, đây vô 25.000. Mã 20 like. Chốt giùm em mã 20 like một cái hai quay này, mã 25 nha, chốt mã 25. Đây em. Sao chăng vậy? Đẹp xịn sò thôi chứ có gì đâu. Có cái khăn khô khô khô. Có cái gì khô khô với báo khô khô đưa chú ơi. Báo khô khô. Này của nó là ré. Sám nhớ trời ở Tân Phú chứ đâu trời. Có ngày chơi thử tài chí khôn ta đây không ha. Rồi cái dĩa thỏ này em bán cho mấy chị một dĩa là 25.000 một dĩa. Chốt giùm em mã 25 kèm số lượng. Em có tổng cộng là 10 BB 5 cái nha. Ha, Rapid School 5 cái, 25.000 cái, mã 25 kèm số lượng. Nào em. Xịn chứ tính. Nghe anh đi, anh nói cái nào ok anh mới lấy đi em. Ok không luôn. Con lấy một cái bịch để vô, nó dán này ngoài để không nó bị mèo ấy mèo. Được, được em. 20 chốt cho Thí Hồ. Nãy anh cũng bán chén này 20 mà. Rồi mèo ơi mèo, đây. Mèo 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 Mary ha, con mèo Mary. Rama Kitty gì đó ha. Ôi trời ơi. Xinh quá. 21 mình ở đây bị xíu xíu rồi ha. 15.000 mã 15. Comment giùm em mã 15 ha. Đây bị xíu à. Đâu ai thích mèo đâu. Thỏ xả thỏ xả xả, xả cho chú tính đi. Mười lăm ép bô rặn đúng rồi Mai ơi, hồi nãy em mới nói kìa sót hàng của em đúng rồi, tại vì tôi nói đóng xong rồi tôi nói gớt lại hàng ở đây, ngày hôm qua mới nói Khang gửi cho em hồi chiều này rồi sót hình như một ngày với hai cái. Tôi nói đóng hay quá gớt ra ngoài luôn. Đúng rồi Mai ơi, có chắc anh chấp nhận anh. Ok em. Thông cảm gì mà anh em, tại vì tụi nó còn kinh nghiệm còn trẻ non quá. Cái hàng không cũng cần kinh nghiệm đó. Đây cái ly này 25.000 mã 25, ly này ly nửa lít nha mấy chị, gần nửa lít nha, em bán 25.000 mã 25. Không sao em, xả đâu có gì đâu. 25.000 cái ly này, ly nửa lít quá trời đẹp luôn mấy chị, mã 25 chốt em mã 25 nè. Hoa này hoa gì? Hoa hướng dương. Đó bắt đầu đứng lại ha, mới bán được chút ha, bắt đầu giờ đứng lại rồi. Cái ghét thiệt không? Đây cái chậu trồng cây nè. Cái gì quên rồi ta. Thí Hồ 10.000 mã 10. Cái ly con gà 11.000 mã 11. 25 chị Thu Hương. Trời chị tôi. Mã 10 chốt cho Đỗ Quế. Thu Hương này, Thu Hương quận 7. À 11 Quế Đố là Đỗ Quế. Nào, con xuống. Gọi ly này mầm lươi 15. Ly chấm bi 15, mã mầm lươi. Kẻ lụy tình, mà liên tình tự thái. Vậy hai chị, trời ơi, chị vỡ vậy hèn chi, không ai thèm chốt hết phải rồi mình. Đây. 14.000
con Peco 14 mã 14. Cho chị xem lại cái ly, đưa cái ly đây coi. Cái ly cho chị Thu Hương xem lại nào. Cái ly của cô Hương. Đây đây cái ly này chị. Thấy chưa chị? Ok không, cái ly này đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Cam kết. Ok không chị? 14.000 cái dĩa Peco này mã 14, chốt cho em mã 14. Một cái, hai cái, ba cái. Ba cái dĩa này bán cho chị 30, mã 30, chốt 30 giùm em ha. Ba cái dĩa này 30, mua cho chị về đựng hạt dưa Tết. Ha. 14, ba cái 30, mã 30. 30 chốt ép bô đặng. Anh ơi, anh khách mới giúp em trên chỗ cái inbox vào cái fanpage em, số điện thoại các anh. Để mai nhân viên em nó mới, nó không biết tìm anh đâu ra ở đâu mà chốt đơn cho anh. Mười nghìn mã 10. Ok chị. Dĩa mèo méo mèo hả? Có đĩa mèo méo mèo, có đĩa gầu gấu gâu được không? Mười lăm nghìn tính ơi, mã mầm lươi. Mèo này 15.000 mã mầm lươi. Dĩa Doraemon 15.000 mã 15 nha mấy chị. 15 tím. Nào. Có ướt nước thì lau nghe, để không ngày sáng ngày mai nó xúc mã xúc trơn rồi tùm lum hết trơn á. Đứng vậy lấy nó đang làm mày còn kêu gì nữa. Khang đang nó chùa cái miệng á. Nãy giờ nó coi nó cầm cái điện thoại không biết làm gì mà giờ nó xin cái khăn chùa cái miệng á. Đây mấy chị. Tại sao mày ngồi trước mày không chịu lấy mày chùi miệng cho em? Hả, mày mình em chảy nước miếng gì hả? Đây mấy chị. Cặp dĩa này em bán cho mấy chị rẻ luôn nha, bán tại buổi livestream luôn, cặp dĩa này bán 40.000 mà 40 chút mà 40. Ha, chốt mã 40 giùm em cặp dĩa này mấy chị, xinh quá. Đậu Hà Lan với cái trái này là trái gì em cũng không biết luôn. Ờ à, trái cái gì có cái cacao phải không ta? Cái bơ. 40 chốt cho Đỗ Quế. Cái này cái trứng của em. Thoát mỹ linh tinh đi. Cái này bậy bạ đi. Còn nhỏ đừng nên nói bậy. Học như chú nói lời hay ý đẹp nè. Muốn học khoa học, học một khóa hả? Đóng tiền. Trời xinh quá, 10.000 mã 10, chốt mã 10 giùm em. Bây giờ em không dám dùng từ đẹp quá nữa rồi, đẹp quá mọi người, comment quá, em dùng chữ xinh quá. 10.000 chốt giùm em mã 10. Trời ơi, thỏ nè, ôi thấy ghét không. Mã 10 chốt cho Đỗ Quế. Bướm à, con bướm xinh, con bướm trong đình. Mấy chị ơi, 15.000 mã mầm lươi, một cái chén thỏ. Rồi cái chén này là chén cá, 16.000 mã 16. Đây nghe chị, 15. Màu suối là 16, còn mới cáo luôn tại vì nó bị dơ. Chứ không có bị gì hết nha. Đây, đưa cái khăn cho chú Mượn coi. Em thử cho mấy chị coi. Ha, ok, khỏi thử, 15 tính. 16 Đỗ Quế. Nhà ha, bây giờ anh cũng không biết sao luôn, nó quế thiệt á. Không lẽ bây giờ anh đi live 4G chứ. Lai 4G sao mà in được máy in. Rồi. Nè nè con. Để cho, ao cái Zalo kia cái đã. Hiểu. Đầu thiệt buồn ghê nè. Để em chút em tức hết, tắt hết máy ứng dụng là được. Ơi mày vẫn còn xài mạng ha. HTB làm gì có mở. Ta tắt ở trên chảnh rồi làm gì có mà. Ok rồi, ok rồi.
Chạy đi con, chút nữa là chú bán xong rồi chú tắt luôn hả? À? Chú tắt mạng hết. Tranh thủ hả? Tranh thủ chơi hả? Giờ này bán, bây giờ đi chơi hả? Ta ngồi cái ly à? Ừ. Bây giờ là còn ngày mai rồi cắt tiếp nè, biết cắt gì không? Ngày mai sau 8 giờ không cho xài điện thoại. Không có gì chú. À, rồi bắt đầu mà nếu mà vẫn còn ngủ trễ nữa, ta cắt tiếp, ghi bà thỏ đây, cắt điện thoại luôn, giấy phép điện thoại luôn, khỏi cho xài. Nè con voi nè mấy chị, 20.000 mã 20 chốt giùm em mã 20. Voi với con thỏ hả, đi tung tăng đi 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 hội chợ nè, không. 20.000 mã 20. Ok, không bây giờ chú tính là mai chú tính gửi sách Thánh Hiền qua cho mày đọc, khỏi qua chơi game. 20 chốt cho Đỗ Quế. Chào chị Gen. Đọc đi đừng cho nói ra nói lời hay ý đẹp với người ta. Trời ơi chị, ra đường gì toàn là nó xài tiếng Đan Mạch không hả chị? Đan Mạch không hả? Em chửi hai lần rồi. Toàn là mở miệng ra Đan Mạch không à. Thằng Khánh. Em chỉnh nó ngày hôm qua rồi. Đang ở chỗ bà cô Chính bán tập quá. Chửi thằng Khang Đan Mạch. Ta không biết chữ ai nhưng mà chữ không có được thôi, đường mà chữ thề vậy. Gọi là nín đi, được rồi. Hay lắm. Rồi cặp dĩa này bán cho mấy chị là ba. Ồ, cặp dĩa này bán 25.000 mã 25. Tính ơi Snoopy này tính ơi, 25.000 cặp dĩa mã 25. Mã 20 cặp dĩa. Trời ơi nhỏ này cầm gì đi. 15.000 mà ồ mẹ rồi tặng ai lấy cho em mã tặng em tặng. Tính ơi là tính Snoopy của em rồi tính ơi. Rồi cái tô hoa này mấy chị ơi chuyện nè, tô hoa này em bán cho mấy chị là 20.000 mã 20 chốt mã 20. Tô hoa này 20.000 mã 20, rồi Snoopy 15.000 em mã 15. Được. Em lấy sao lấy 15.000 mã 15. Đó, 15.000 mã mầm lươi. Tặng là tặng cho ai đây? Tín. Rồi mầm lươi tính. Linh Nguyễn sao rồi Linh Nguyễn ơi? Nhà mình không ai yêu bông hoa hết trơn hết ta. Đây đây, tô này 20.000 mã 20 tô ăn mì. Này chắc để hai gói mì á. Chuyện nè mấy chị. Cái này là tô ăn mì này để hai gói mì nha mấy chị ơi. Cái gì vậy trời ơi, cái này cũng đi gói ông nội mà ơi thiệt chứ. Ôi xinh quá. Rồi cái ly lam này bán cho mấy chị là 15.000 thôi mã 10. Ôi, làm mì. Ly lam cảnh đẹp quá, 15k thôi mã 15 chốt mã 15. 15 chốt mã mầm lươi. 15 Thí Hồ. Rồi 16.000 mã 16 cái chén cá. Chốt giùm em mã 16. Nè con. Mười sáu Đỗ Quế. Trời ơi đi gói mấy cái hàng này cũng đi gói cái này thiệt. Bà này bán rảnh thiệt. Rồi trời ơi nó xinh. 209 17.000 mã 17. 17.000 mã 17. Rồi tính ơi Snoopy bữa nay của em quá trời tính ơi. 17.000 mã 17. 17 chốt cho Đỗ Quế. Rồi 25.000 mã 20 like. Đẹp chưa tính ơi tính nè nè. 25.000 mã 25. Cái gì? Cờ nờ là gì hả? Là cà na xí muội dẹp. 25 Linh Nguyễn. Ủa coi làm nhiệm vụ gì? Coi làm nhiệm vụ gì? Không làm nhiệm vụ gì chứ không? Vô phủ Úc đi. Đừng ngồi đó cắn móng tay. Thùng gì kia? Trời ơi. Trời ơi. Nè mấy chị ơi. Em biết đó ha. Đó, để của quyền hết. Đây nè, đẹp quá. Rồi bán cặp này 30 mã 30 chốt mã 30. Mã 30. Ôi tính ơi Snoopy này tính ơi 5.000 mã 5. Cái này là lót ly lót nè.
30 Thuần Khanh. Bởi vì mạng tráng thiệt chứ. Mã 5 chốt Linh Nguyễn. Mã 5 Linh Nguyễn cái lộn. 30 Thuần Khanh. Mã 5 Linh Nguyễn. Nè. Nè. Cái gì vậy? Bà chị tôi mới đi gói tùm lum hết trơn trời. Khổ thiệt. Đây mấy chị một cái tô nha. Tô này là tô cái tô nha. Tô ba lá, tô cỏ ba lá rồi đó. Mã đi dọc đường gớt hết hai lá còn có lá hả? Đây ngoài ba lá trong có lá hả mấy chị ha. Rồi cái tô này bán cho chị 35.000, mã 35 chốt em, mã 35, tô to nha. Tô cỏ 4 lá, bên ngoài 3 lá, bên trong 1 lá, cộng lại là 4 lá. Đường kính của nó là 16. Cao của cái tô này là coi bao nhiêu đây ta? 1 2 4 5 6 là 7. Em bán 35.000 mã 35, nhà rồi hả? Hết rồi á, hết đó mấy chị nè, 35.000 mã 33 nha. Ai chốt giùm em mã 33 là mã 35. Nhà nó hả? Nhà vậy hồi ăn chứ hấu tiếp chứ sao giờ hết nhà lai tiếp chứ sao? Nhà lai không ai mua cho quê chết. Hết hả? Còn hết là live tiếp. Đây, một cái tô. Cái tô này á, 3 lá, 4 lá gì đó, ha, 1 lá, 35.000 mã 35. Bởi vậy thiệt chứ. Đưa lấy chồng cái chuối lên đây. Không, lấy cái chồng kia, không lấy chồng cái chuối. Bởi vì không lẽ bây giờ vừa ăn vừa like thì kỳ quá. Chỗ gớm nó quật. Đa đẹp chưa mọi người, đây. Hàng của thằng Marumi. Rồi ok, em cá bộ này em có 5 cái nha mọi người. Bộ này 5 cái em bán rẻ cho mấy chị luôn. Bộ này ai lấy comment giùm em mã 120.000, em bán cho chị 120.000 5 cái dĩa. Mọi người em lấy em xài thiệt, em nói thật sự, rất là đẹp. Một cái tính ra em bán có 24.000 cái thôi mấy chị ơi. Size của nó là size 20. Dĩa sâu lòng size 20 của thằng Marumi. Ha. Sang như là Pháp. 5 cái em bán 120, ai lấy comment cho em mã 120. Đây. Xin chưa mấy chị, dĩa to chứ không phải dĩa bé đâu nha. Đây. Đó, em bán cho mấy chị là 120.000. Mã 120, 5 cái, ai lấy chốt em mã 120. Bộ đó sang quá. Cái gì đây, cái gì đây, con số gì đây, con số gì đây. Rồi 15.000, mã mầm lươi. Rồi Snoopy, 19.000, mã 19. Cái gì đây? À, Hiratachi 20.000 mã 20. Đây cái dĩa nè chị, 20 mã 20. Còn nhà không mọi người? Nhà em ăn tiếp. Trời ơi, 40.000 mã 40. Dĩa nè mấy chị, cảnh nè, bẻ tay của con size 40 mã 40. Size to cốt dày. Đường kính của cái dĩa này là 27. Em bán cho chị 40.000 mã 40. Hàng vẽ tay. 40 quế đố đổ quế. Trời, một cái chén cơm của thằng France. Nè, đẹp quá. Đây mấy chị, một cái chén cơm. Chén này bán mấy chị là 15.000 thôi mã mầm lươi. Ai lấy chốt giùm em mã mầm lươi là 15. 15 mã mầm lươi. Trời ơi, cái ly thỏ. Màu suối 16. Này bị dơ nha mấy chị chứ có bị mẻ nữa. 16 mã 16. Hai con này hai con thỏ, hai con tỏ tình gì đó ha. 16 chị đổ quế. Thí hồ sao rồi, thí hồ ơi. Đây, gì đây, đẹp hay xấu đây, ô, xinh quá. Thố dâu tay.
20.000 mã 20 chốt giùm em mã hút chạy 20. Vô tay với cherry nha mấy chị, 20 mã 20. Buồn, sao buồn em? Buồn chuyện gì? Nói anh nghe. Rồi hoa đào nè Đỗ Quế ơi, chén này 15.000 Đỗ Quế ơi mã 15. Chén cơm hoa đào 15k mã 15. Ok 15 chốt cho chị Thu Nguyễn Thị Thanh. Đây đây đây. Dạ dạ dạ. Đâu đâu cái gì đây? Ô ly thỏ. Ôi bị tóc rồi tặng, ai lấy comment mã tặng, em tặng. Tặng. Rồi ly con sư tử. Kho luôn. Ly này con gì đi trời. Rồi cặp ly này bán 20 mã 20 chốt mã 20. Ok tặng tặng cho Đỗ Quế. Ok tặng Thí Hồ một món luôn. Tặng cho ép Bồ Đặng một món luôn. Đâu rồi? Nè lấy bất kỳ một cái. Lấy lại đi. Nó nhỏ bự gì. Trời ơi nó xinh. Ô ô ô ô. Đây mấy chị xin chưa? 25.000 mã 25. Cái tô. Đây. Ôi có một cặp luôn. Cặp luôn. Ai lấy comment mã 25 kèm số lượng có hai cái nha mấy chị. Lấy hết đi Thần Khanh ơi. Giá trị có ba cái cho nhà Thần Khanh đủ bộ nè. Ủa em bị ẩn comment đó, 25 nhân 2 chốt cho Thần Khanh. Hai cái ly 20 chốt cho Đỗ Quế. Trả lại. Đấy, ừ. Nào. Đấy chưa? Ờ đúng rồi. Cái này là 25 trên 2 chốt cho Thường Thanh. Ủa gì nhóc chưa nhỉ? Chưa từ từ nha. Nãy giờ mày ghi hả? Rảnh, mày rảnh rồi. Ờ không có gì thôi. Nè. Chưa mấy chị đợi em xíu nha. Nè nè nè, hai cái này hai cái tặng nè. Gắn cho đi. Đâu hết mắt cái rồi. Mắt cái tặng rồi. Mày ngộ quá. Nè Đỗ Quế hai cái ly 20 nè. Nè này 25 cho của Thần Khanh nè lẹ. Lẹ đi con trai. Ô. Cái này là cái đồ cho. Đây em biết cái gì đó mấy chị ơi. Cái này đồ cho mèo ăn phải không mấy chị? Đúng không? Hay sao? Ha. Bán mấy chị cái này 25.000 thôi mã 25 chốt mã 25 nè. 25.000 mã 25. Trời ơi chị Thảo ơi giúp em cái chị thôi. Nhìn cái em muốn chạy vào hàng. Thôi bán mấy chị 20.000 thôi cho mèo ăn nè, em cũng thương mèo lắm. À chị Thí Anh. 20.000 chốt cho chị Thí Anh Trần. Cho mèo dễ thương quá. Đổ quế sao em ơi. Nè. Rồi cái gì đây, cái gì đây. Ồ, đẹp nè mấy chị. 21.000 chốt giùm em mã 21 cái dĩa, xinh quá. 21.000 mã 12. Hai mốt độ Quế. Ê, Quế à, hồi anh có nhiều cái món của mèo ăn lắm Quế à. Có mấy cái luôn. Hôm qua chọn coi sơ gần có 10 cái. 21 chốt Đỗ Quế. Gần 10 cái. Mèo ăn cho thú ăn á. Một chút nữa lên bán cho. Đây. Ở đây đây. 10.000 mã 10. Ok em. Có luôn, có đồ cho chó ăn luôn. 10.000 mã 10, mã 10 Đỗ Quế. Ôi thỏ, ôi. 15.000 mã mầm lươi. Rồi chim cánh cục nè, này còn mới quá mấy chị ơi. Mới nha chứ không có bị giờ cũ gì nha.
Cái này 20 mã 20 chốt cho em, mã 20. Cái chén nè. Mã 10 chốt đổ quế, 15 chốt đổ quế. Mã 10 là cái dĩa, 15 là cái ly. Ừ biết rồi ha, mà hồi gián lộn mai tán xá mỏ. 20 mã 20 nha mấy chị, cái chén này quá thì dễ thương luôn, cái chén mới cáo luôn mấy chị, mã 20. Rồi em bán cho mấy chị một cặp này nha. Một cặp nha. Đây, một cặp. Một tô, một chén, ở một tô một ly Snoopy, em bán rẻ luôn, 40.000đ. Chốt giùm em mã chút bột 40. Ai lấy chốt giùm em mã chút bột nha là 40 nha. Mã 10 là gì vậy? Chị Hồng Hạnh sao à? Một ly một dĩa, một ly một tô một chén, một ly một tô một ly với lộn 40. Mười lăm nghìn mã 15. Mười nghìn mã 10. 15 đổ quế. 10.000 cái chén mã 10. Nè. Cần ơi. 20.000 mã 20. Trái đào lượm hộp. Cái gì trái hồng. 20.000 mã 20. Cái dĩa đó đẹp lắm mấy chị. Trời ơi chấm bi. 15.000 mã 15 hàng của Hô Gia. 15.000 mã 15. Đây đây đây, cái này cho con gì ăn đây? Này cho con cho xác chó này. Đây. Cho xác chó 25.000 mã 25. Đó, cho con cho xác chó ăn nè mấy chị, 25.000 mã 25. Con chó. Chị ai vậy? 25 chị Gen. Cúng em gì nhiều vậy chị? Nè con. Đây lên một cái bự ơi, thật là bự luôn. Bự chà bá chà bứ luôn rồi. Cái ly này 20 mã 20. Ngôi sao là niềm hy vọng. Vậy đó hả? Con đó nó bị béo phì đó. Chị Hồng Thanh ơi, cái nào 15 đâu chị Hồng Thanh? À đúng rồi em. Ờ à, Mi Hương, đúng rồi, em chốt đi em, 20 mã 20 em. Trời phải nãy anh quên nhìn chữ Mi MH hay MH anh bán 50 rồi. Bán chỉ có 20 ta. Quên, MH là Mi Hương phải bán 50. 20 chốt cho đổ quế. À, trời xinh quá cô gái nè mấy chị. Rồi cái ly này bán 20.000 mã 20 nha, cái tách này to nha, mã 20 chốt em mã 20. Mã 20 tiếp tục. Mã 20. Rồi cái này đem ra cắt đi để mai mốt trà rửa sạch sẽ lại để dành. Để quần áo. Khỏi mua tủ. Hả? Không em giỡn vậy. Ủa này hôm qua bán rồi mà Khánh. Này hôm qua bán rồi mà. Bán rồi sao còn lo ra nữa Khánh. Đem cho phép cái Khánh này nè mấy chị, 5 cái dĩa cú con này là con cú nè ha. Đây, 5 cái bán 60, mã 60 nguyên một bộ dĩa, phan từ từ. Ai lấy comment vậy em, mã xúc gạo 60. Đem ra chỗ khác luôn đi con. 60 chốt cho Hữu Anh Hộ Trần. Từ từ. Đưa gì, đưa cái thước cho mày phải không? Đây, để đi từ từ. Từ từ đi. Nè, ngồi xuống đi, bình tĩnh. Đây mèo còn nè mấy chị. 25.000 mã 25. Chốt giùm em mã 25 con mèo, ai yêu mèo đâu. 25.000 mã 25. Rồi 26.000 mã 26. Chốt mã 26 cái hai quay. Trời ơi, bây giờ tôi nhắn mấy chị nhắn quá trời nhắn luôn rồi. Từ từ em sẽ trả lời mấy chị ơi, 15.000 mã mầm lươi. Ok, 25 chốt cho quỷ đố. 60 xong rồi chị ạ, ông Thanh ơi.
Nãy như chậm quá. Đây mặm lươi nha mấy chị, mã 15 nha, chốt giùm em mã 15 cái chén cơm. Đẹp quá mấy chị ơi nè, đẹp quá bởi vì không ai thèm mua. Chứ phải nói xấu xấu chút có người mua rồi. Chén cất. Nó vui bán ế nó vui nó cười chị à. Kệ. Kệ cho nó vui nó cười với chị. Rồi vài bữa gần Tết về mới khóc. Không có lương về khóc. Cặp ly này 30 mã 30 nha mấy chị. Màu đỏ màu vàng. Tượng trưng cho à, coi màu đỏ là may mắn, màu vàng là giàu sang ha, giàu sang may mắn. Mua cặp ly về là Tết nay là bảo đảm. Đánh bài là cỡ nào cũng thắng hết, 30 đổ quế. À, cô ấy còn biết.